bạn thật may mắn khi cưới người phụ nữ ấy làm vợ những dấu hiệu rất rõ ràng khi bạn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với một ai đó đó là một quyết định lớn không nên xem nhẹ mặc dù những phẩm chất ưa thích của mọi người về một người vợ sẽ hơi khác nhau nhưng điều cuối cùng khiến một người phụ nữ trở thành người vợ chính là trở thành một người bạn đời và cùng chồng mình xây dựng gia đình những phẩm chất của canh chia sẻ sau đây cho thấy ai đó sẽ là một người bạn đời cam kết trung thành chứ không phải chỉ là một mối tình lãng mạn nhất thời điều thứ nhất cô ấy không nhắc lại những sai lầm trong quá khứ của bạn tất cả chúng ta đều có một quá khứ trong đó có thể bao gồm một số quyết định mà chúng ta không tự hào người phụ nữ ấy không chỉ trích bạn vì những việc làm sai trái trong quá khứ của bạn điều thứ hai cô ấy chấp nhận những điều kỳ quặc của bạn mà không phàn nàn có nghĩa là cô ấy chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn tôn trọng bạn điều thứ ba cô ấy luôn ở bên bạn trong những lúc thăng trầm của cuộc đời cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và nó sẽ đi kèm với những cuộc đấu tranh một người vợ chung thủy sẽ hỗ trợ bạn ngay cả trong những thời điểm khó khăn và giúp bạn vượt qua bất cứ điều gì cuộc sống cản đường bạn. Điều thứ tư, cô ấy cho bạn cơ hội thứ hai. Vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo nên các mối quan hệ cũng không hoàn hảo. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phạm sai lầm và khiến cô ấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Nếu cô ấy có thể cho bạn cơ hội thứ hai sau một lần lầm lỡ, thì đây chính là người phụ nữ mà bạn có thể tin tưởng sẽ ở bên cạnh bạn suốt đời. Điều thứ năm, cô ấy cố gắng làm quen với bạn bè của bạn. Ngay cả khi bước vào hôn nhân, chúng ta vẫn có những người bạn trong đời. Nếu cô ấy có thể hòa đồng với bạn bè của bạn và thậm chí thỉnh thoảng đi chơi cùng, điều này cho thấy rằng những người quan trọng của bạn cũng quan trọng với cô ấy. Điều thứ sáu, bạn thấy cô ấy hấp dẫn ngay cả khi cô ấy không trang điểm điều thứ bảy bạn xem cô ấy như bạn thân một trong những phẩm chất cần tìm ở một người vợ là một người có thể vừa là người yêu vừa là bạn của bạn đây là một tình yêu lâu dài vì vậy một tình bạn mạnh mẽ là rất quan trọng điều thứ tám cô ấy biết cách tự lập vợ chồng dựa vào nhau để được hỗ trợ và cùng nhau ra quyết định. Nhưng bạn không muốn cô ấy phụ thuộc vào bạn trong mọi quyết định. Một người vợ hiền lành biết cách độc lập và làm việc của riêng mình, đồng thời cô ấy có khả năng đưa ra quyết định hàng ngày mà không cần lúc nào cũng cần lời khuyên. Điều thứ 9 Cô ấy cam kết ở bên bạn, có ốm đau cũng như khỏe mạnh. Khi bạn dành trọn cuộc đời mình cho ai đó, sẽ có lúc ốm đau, nếu cô ấy có thể ở bên cạnh bạn và quan tâm đến bạn khi bạn suy sụp, đó là một người vợ rất tốt. Điều thứ 10, cô ấy xem bạn như một người bình đẳng. Hôn nhân là mối quan hệ cộng tác lâu dài, trong đó ý kiến, sở thích, cảm xúc và khả năng của cả hai bên đều được cân nhắc. Cô ấy sẽ xem bạn bình đẳng với cô ấy thay vì cố gắng kiểm soát tất cả các quyết định của bạn. Điều thứ 11 Cô ấy thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cô ấy là người cổ vũ lớn nhất cho bạn, luôn ủng hộ và thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu của mình. Điều thứ 12 Cô ấy vì tha Đôi khi hôn nhân có nghĩa là hy sinh mong muốn của bạn vì lợi ích của người bạn đời hoặc mối quan hệ Điều này có nghĩa là một trong những đức tính cần tìm ở người vợ là không ích kỷ. Điều thứ 13. Cô ấy không mong bạn lúc nào cũng cứng rắn. Cô ấy chấp nhận khía cạnh dễ bị tổn thương của bạn. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ nâng đỡ bạn khi bạn đang đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt và cô ấy sẽ không phán xét nếu bạn thể hiện khía cạnh mềm yếu hoặc khóc lóc. Điều thứ 14 cô ấy hòa thuận với mẹ bạn hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy điều quan trọng là bạn phải kết hôn với một người hòa thuận với mẹ bạn có thể hòa hợp với gia đình của bạn nói chung đây là một dấu hiệu rất tốt điều thứ mười lăm cô ấy sẵn sàng thỏa hiệp đôi khi nhượng bộ một chút để bạn vui thay vì mong đợi bạn nhượng bộ trước mọi yêu cầu của cô ấy điều thứ mười sáu Cô ấy tin vào ước mơ của bạn. Một người phụ nữ thương bạn sẽ không yêu cầu bạn từ bỏ ước mơ của mình vì cô ấy. Chúng cũng cần thiết với cô ấy và cô ấy sẽ muốn thấy bạn đạt được chúng. Điều thứ 17. Sự nghiệp của bạn rất quan trọng với cô ấy. Khi bạn tìm được một người phụ nữ tốt để kết hôn, cô ấy sẽ ủng hộ các mục tiêu nghề nghiệp của bạn nhiều như mục tiêu của chính cô ấy vì cô ấy muốn cả hai cùng nhau thành công. Điều thứ 18. Cô ấy biết khi nào nên cho bạn không gian riêng. Hôn nhân có nghĩa là chia sẻ cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người sẽ không cần thời gian rảnh rỗi và có sở thích riêng. Nếu cô ấy có thể cho bạn không gian để dành thời gian với bạn bè hoặc làm việc của riêng bạn thì đây là một trong những đặc điểm của một người vợ tốt. Điều thứ 19. Hai bạn có những giá trị chung bạn không cần phải đồng ý về mọi thứ, nhưng nhìn chung, có cùng các giá trị là điều quan trọng. Ví dụ, nếu một trong hai người muốn có con nhưng người kia lại không muốn có con thì đây là vấn đề. Điều thứ 20. Cô ấy cho phép bạn tự quyết định. Trong hôn nhân, các cặp vợ chồng cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng, nhưng có những lúc bạn cần tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình. Nếu cô ấy có thể ở bên bạn mà không ra lệnh cho mọi quyết định của bạn thì cô ấy là một người vợ đáng kính. Điều thứ 21. Cô ấy chia sẻ trách nhiệm với bạn. Một phần của hôn nhân là biết rằng bạn có một người bạn đời luôn ủng hộ bạn và đóng góp phần của họ cho gia đình. Cả hai cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu và xây dựng gia đình. Điều thứ 22. Bạn cảm thấy được lắng nghe khi nói chuyện với cô ấy người vợ sẽ thực sự lắng nghe câu trả lời của bạn khi cô ấy hỏi bạn ngày hôm nay như thế nào điều thứ hai mươi ba cô ấy có thể có một cuộc trò chuyện thông minh hôn nhân có nghĩa là già đi với một ai đó và có một cuộc thảo luận thông minh có thể giữ cho sự thân mật tồn tại khi năm tháng trôi qua điều thứ hai mươi bốn cô ấy rất tình cảm cho dù khi ôm hôn hay âu yếm. Tình cảm thể xác có thể giữ các cặp đôi kết nối với nhau. Một người phụ nữ không ngại thể hiện tình cảm thể xác sẽ tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều thứ 25 Cô ấy là một người giao tiếp tốt. Nếu cô ấy có thể giao tiếp hiệu quả, chẳng hạn như giữ thái độ tích cực, xử lý xung đột mà không trở nên phòng thủ và thể hiện bản thân một cách rõ ràng, thì đây đều là những phẩm chất của một người vợ tốt khi giao tiếp hiệu quả dẫn đến sự hài lòng trong hôn nhân cao hơn bạn cảm thấy cô ấy là duy nhất với bạn nếu bạn cảm thấy rằng cô ấy là người dành cho bạn và bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu cô ấy thì có lẽ cô ấy là người rất đáng yêu rất quan trọng đối với bạn quốc anh vừa chia sẻ với các bạn những phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ bởi vì chúng tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là hôn nhân phải là ưu tiên hàng đầu của bạn, nhưng nếu bạn khao khát một ngày nào đó sẽ kết hôn, hoặc nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên về cách chọn một người bạn đời để có thể sống với bạn bền chặt lâu dài, thì những dấu hiệu của kênh vừa chia sẻ có thể dẫn bạn đến một người bạn đời mà bạn mong muốn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc trọn đời. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!